Hẳn các bạn đã từng nghe đến câu nói đầu ngô mình sở. Tại sao lại không phải là một phiên bản khác, ví dụ như là đầu yên mình triệu hoặc không dùng một nước nào khác? Đây là một thắc mắc đã được học giả An Chi giải đáp và tổng hợp trong cuốn Chuyện Đông Chuyện Tây. Sở dĩ nói đầu ngô mình sở mà không nói đầu yên mình triệu hoặc không dùng tên của nước khác, vì câu thành ngữ này của tiếng Việt bắt nguồn từ câu thành ngữ của tiếng Hán, đó là ngô đầu sở vĩ. Và vì xuất xứ bằng tiếng Hán đã có sẵn tên nước Ngô và nước Sở, nên câu tiếng Việt cũng nhắc lại tên hai nước đó, chứ không đưa tên của nước nào khác vào. Còn nguyên văn trong tiếng Hán thì nhất định phải là Ngô và Sở, chứ không thể là nước nào khác. Vì Ngô đầu Sở vĩ là một lối nói dùng để mô tả vị trí địa lý của đất Dựng Chương, một miền đất ngày nay thuộc tỉnh Giang Tây, giáp với miền Thượng Du của tỉnh Giang Tô, xưa là đất Ngô nên mới gọi là Ngô đầu. Và miền Hạ Du của tỉnh Hồ Bắc xưa là đất Sở nên mới nói là Sở vĩ. Bạn có thể nhìn bản đồ thời Xuân Thu để thấy rằng Ngô và Sở ở những vị trí như thế nào. Và vị trí địa lý đã chót như thế rồi nên không thể đưa Yên, đưa Triệu hoặc đưa bất kỳ một nước nào khác thay thế cho Ngô và Sở ở đây được. Câu tiếng Việt thì chỉ là cách dịch lại của câu tiếng Hán đang xét, nên tất nhiên cũng phải nhắc lại tên Ngô và Sở cho đúng với nguyên bản. Tuy nhiên bản dịch tiếng Việt cũng đã cải biên đôi chút. Nếu mà dịch đúng phải là đầu ngô đuôi sở, bởi vì vĩ ở đây là đuôi, chứ vĩ ở đây không phải là mình. Một số ý kiến khác thì cho rằng đầu ngô mình sở có nghĩa rằng cái đầu ở bên nước Ngô và đội mũ của nước Ngô, còn cái mình ở bên nước Sở, tức là ăn mặc theo kiểu của nước Sở, chỉ một cách ăn mặc có sự kết hợp giữa hai nước này. Tuy nhiên cách giải thích này không nhận được nhiều sự đồng tình. Vậy nước Ngô là nước nào, nước Sở và nước nào, và đầu cũng như mình đã từng đánh nhau hay chưa? Nước Ngô là một nước nằm ở khu vực cửa sông Dương Tử, phía đông của nước Sở, tương ứng với phần lớn tỉnh Giang Tô ngày nay. Các nhà sử học Trung Hoa cổ đại xem đây là một nước bán khai, có nghĩa là chưa văn minh được như các nước ở Trung Nguyên. Kinh đô của nước Ngô là ở Cô Tô, Tô Châu ngày nay. Các vị vua nước Ngô mang họ Cơ chính là dòng dõi của hoàng tộc nhà Chu. Trong thời gian giữa, nước Tấn đã giúp nước Ngô hùng mạnh để làm đồng minh chống lại nước Sở một cách hữu hiệu. Như vậy có thể thấy nước Sở đã mạnh hơn rất nhiều. Và thời kỳ cuối, cùng với sự trỗi dậy của Ngô Vương Hạp Lư và Ngô Vương Phù Sai, nước Ngô trở thành một vị thế tiểu bá, từng được xếp ngang với các quốc gia Trung Nguyên. Nhưng sau nhiều lần giao tranh, đến năm 473 trước Công Nguyên, Việt Vương Câu Tiễn đã đánh bại Ngô Vương Phù Sai và nước Ngô bị nước Việt tiêu diệt. Vậy còn nước Sở là nước nào? Nước Sở đôi khi còn được gọi là Kinh Sở. Đây là một chư hầu của nhà Chu tồn tại vào thời Xuân Thu Chiến Quốc, kéo dài đến thời Hán Sở tranh hùng. Cương vực của nước Sở ngày nay an ngữ khoảng dọc sông Hoài và sông Dương Tử. Trong thời kỳ hưng thịnh nhất của mình, nước Sở có lúc lấn át cả Thiên Tử là nhà Chu và các chư hầu thời Xuân Thu Chiến Quốc hùng mạnh còn lại. Những thần dân cũ của nước Sở trước khi bị nước Tần thời Tần Thủy Hoàng thôn tính, đó là Hạng Vũ, Lưu Bang, Hàn Tín, đều đóng một vai trò rất quan trọng trong lịch sử Trung Quốc cổ đại, bởi họ có ảnh hưởng quyết định trong những sự kiện mang tính bước ngoặt, đó là sự sụp đổ của nhà Tần, hay còn gọi là đế quốc Tần, hay chiến tranh Hán Sở và sự ra đời của nhà Hán, đôi khi còn gọi là đế quốc Hán. Vậy là triều Hán, mà từ đó ra đời tên gọi phổ biến các dân tộc như là Hán tộc, Hán nhân hay là Hán tự, đã được khai sinh bởi chính những người nước Sở cũ, đó là Lưu Bang và Hàn Tín. Và trong quá trình tồn tại của nước Ngô và nước Sở thì cũng đã từng xảy ra chiến tranh Ngô-Sở. Khi thế lực nước Ngô phát triển mạnh, vua Ngô là Ngô Thọ Mông tự xưng vương. Kể từ đó, Ngô và Sở liên tục xảy ra chiến tranh. Chỉ riêng thời Sở Bình Vương, hai nước đã đánh nhau tới 4 lần. Sang thời Sở Chiêu Vương, con số này là 7. Trong những trận giao tranh đó, quân nước Ngô thường tỏ ra thắng thế, chiếm được đất đai của nước Sở. Để phòng tránh sự xâm lấn của nước Ngô, Sở Bình Vương đã phong cho Nang Ngoãn làm lệnh doãn. Nang Ngoãn đã cho xây thành vững chắc để củng cố phòng thủ. Đến khi Sở Bình Vương qua đời, con là Sở Chiêu Vương lên ngôi khi vừa 10 tuổi. Do vua còn nhỏ, Nang Ngoãn đã nắm hết quyền lực ở trong triều đình và điều hành đất nước. Từ năm 515 trước Công Nguyên đến năm 509 trước Công Nguyên, Ngô và Sở lại giao tranh thêm 5 lần. Quân Sở hầu như thất bại cả 5 lần này. Sau này thấy thế lực đã lớn, vua Ngô là Hạp Lư thân chinh đánh Sở, tiến vào tận Dĩnh Đô. Sở Chiêu Vương phải bôn ba qua nước Tùy. Sau đó do sự cầu xin của Phần Mạo Bột Tô,
có sách chép là Thân Bao Tư, nước Tần mới đồng ý cử binh sang giúp nước Sở. Từ đó nước Sở mới thu hồi lại được Dĩnh Đô và không bị mất nước. Tuy đã khôi phục được kinh đô, song sức mạnh của Sở cũng bị giảm. Để tránh sự xâm lược của quân Ngô, năm 504 trước công nguyên, Sở Chiêu Vương đã rời đô từ đất Dĩnh sang đất Nhược, đổi tên lại là Dĩnh. Sau này thì người ta cũng chứng kiến nước Sở phải chuyển mình. Bước sang thời kỳ chiến quốc, nước Sở cùng với một số nước khác đã thi hành cải cách để phát triển thế lực dưới sự đề xuất của lệnh doãn Ngô Khởi. Đây cũng là một nhà quân sự nổi tiếng thời chiến quốc. Ngô Khởi đã chủ trương tăng cường sức mạnh quân đội, giảm bớt quyền lực của bọn quý tộc, củng cố thế lực ở phía Bắc, giảng hòa với nước Tần ở phía Tây. Nhờ vậy mà thế lực của nước Sở nhanh chóng lớn mạnh. Năm 481 trước công nguyên, Sở đánh bại quân của nước Ngụy, vốn là một khanh tộc của nước Tấn, là nước chư hầu hùng mạnh nhất vào thời điểm đó. Mặc dù không lâu sau đó, Ngô Khởi bị sát hại, nhưng cuộc cải cách của ông vẫn có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao thực lực của nước Sở, đưa nước Sở trở thành một trong 7 nước chư hầu hùng mạnh nhất thời đó, còn gọi là Thất Hùng. Thời đại hùng mạnh nhất của Sở là quãng thời gian trị vì của Sở Uy Vương. Dưới thời đại của mình, Sở Uy Vương mở rộng thế lực tới tận nước Ba, thôn tính nước Việt ở phía đông, đại thắng quân Tề ở Từ Châu. Sau khi Sở Uy Vương qua đời, nước Sở cũng từng bước vào thời kỳ suy vong và liên tục bị nước Tần tấn công. Năm 231 trước công nguyên, nước Tần lại bắt đầu tấn công và tiêu diệt các nước để thống nhất Trung Quốc, lần lượt tiêu diệt Nam Tấn, Hàn, Triệu, Ngụy. Năm 225 trước công nguyên, Tần Vương Chính cử Lý Tín đưa 20 vạn quân đánh nước Sở. Tướng Hạng Yên đem quân ra trận, đánh tan 20 vạn quân của Lý Tín và buộc Tín phải rút lui. Thời gian sau, vua Tần lại cử Vương Tiễn đem 60 vạn quân sang đánh Sở. Vua Sở huy động quân lính trong nước ra quyết chiến. Vương Tiễn dùng kế cố thủ không ra đánh, làm quân Sở mất hết nhuệ khí. Sau đó mới đưa quân ra. Quân Tần đánh cho quân Sở đại bại và phải rút chạy. Quân Tần tiến vào Thọ Xuân, bắt sống Sở Vương Phụ Xô. Lúc này thì Hạng Yên đã bỏ chạy, tìm người tông thất nước Sở là Sương Bình lên ngôi. Năm 223 trước công nguyên, Vương Tiễn đuổi theo đánh, Sương Bình tử trận, Hạng Yên tuyệt vọng bèn tự vẫn, nước Sở diệt vong. Không bao lâu sau khi diệt nước Sở, Tần Vương đã chính thức thống nhất Trung Quốc, tự xưng là Tần Thủy Hoàng và lập ra nhà Tần. Ở trong lịch sử, những người đất Sở cũng rất nổi tiếng, có thể kể đến Khuất Nguyên, đây là nhà thơ của Trung Quốc. Ông là một vị quan trong triều và là người yêu nước. Ông đã đưa ra ý kiến thống nhất Sở với các nước chư hầu khác để chống lại sự bành trướng của Tần. Tuy nhiên không được ai nghe theo, ông bị vua Sở xua đuổi. Theo tục truyền, đau khổ khi biết tin về cuộc xâm lược của Tần, ông đã trầm mình tại sông Mịch La. Một người nữa rất nổi tiếng đó là Lưu Bang, hoàng đế sáng lập nhà Hán, sinh trưởng trên phần đất thuộc tỉnh Giang Tô ngày nay, vốn là đất Sở thời chiến quốc. Tiếp nữa là Hạng Vũ, một quý tộc của nước Sở cũ, nổi dậy và trở thành một thủ lĩnh chống Tần. Sau khi đánh tan quân Tần, tự xưng là Tây Sở Bá Vương, là một đối thủ của người sáng lập triều Hán là Lưu Bang. Ông là một vị tướng tài ba trên chiến trường, nhưng lại kiêu ngạo nên đã phải chịu thất bại. Và Dưỡng Do Cơ, danh tiếng thời Sở Trang Vương và Sở Cung Vương khoảng năm 600 trước công nguyên, nổi tiếng với tài bắn tên. Bên lề trận Yên Lăng năm 575 trước công nguyên, lúc đánh trận chưa khai màn, các tướng sĩ tập dượt phía sau trại. Ông cho đánh dấu 3 chiếc lá cây dương, 1, 2, 3, rồi đứng cách 100 bước, lần lượt bắn 3 mũi tên xuyên thủng 3 chiếc lá theo đúng thứ tự. Tài bắn tên này đã trở thành câu thành ngữ bách bộ xuyên dương. Bách bộ có nghĩa là 100 bước, và câu này còn truyền tụng đến tận ngày nay.